Davidovic Fokina đã có trận đấu áp đảo trước Alexander Zverev với lối đánh biến hóa linh hoạt, tay vợt người Tây Ban Nha khiến cho đối thủ gặp quá nhiều khó khăn. Với những tình huống bỏ nhỏ gây bất ngờ, Davidovic Fokina đã chiến thắng 6-1 ở set 1. Mọi thứ không có nhiều thay đổi sau đó khi Davidovic Fokina vẫn chơi tưng bừng. Trong khi đó, Alexander Zverev lại thi đấu quá thất vọng. Để rồi chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, tay vợt người Tây Ban Nha đã có chiến thắng chung cuộc 6-1 và 6-2 để giành quyền đi tiếp. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi Mackenzie McDonald hạ gục hạt giống số 6 của giải Andrei Rublev. Những game đấu đầu tiên diễn ra khá cân bằng, nhưng tới game thứ 9, McDonald đã bẻ được game của tay vợt người Nga và tận dụng được lợi thế đó để giành chiến thắng 6-4. Bước sang set 2, tay vợt người Mỹ thậm chí còn bẻ được 2 game của Andrei Rublev để chiến thắng dễ 6-3, qua đó giành vé vào vòng 3. Nối gót Andrei Rublev, hạt giống số 4 Stefano Tsitsipas cũng phải nói lời tạm biệt Rogers Cup sau khi thất bại trước Gael Monfils. Ở trận đấu này, Monfils đã chơi thăng hoa với nhiều tình huống ngẫu hứng hết sức đẹp mắt. Lối đánh tấn công vũ bão của tay vợt người Pháp đã khiến cho Tsitsipas phải chịu gác vợt sau 2 set. Tỷ số của trận đấu này là 6-4 và 6-3 nghiêng về Gael Monfils. Ngoài những bất ngờ kể trên, các trận đấu còn lại của vòng 2 đều kết thúc với chiến thắng thuộc về các tay vợt mạnh hơn Carlos Alcaraz, Janis Sinner hay Daniil Medvedev đều dễ dàng đánh bại các đối thủ 2-0 để giành quyền đi tiếp.